Trước mắt anh em là dàn âm thanh 5.1 của thương hiệu JVC, model là THG61. Công suất mà hãng công bố là 1000W, cắt loa vệ tinh là 155W, chơi kháng trở là 4 ohm. Còn súp hơi này là 225W maximum, kháng trở là 3 ohm. Súp hơi này là bass 18 nha anh em, bass 18 để bên hông, củ loa để bên hông nha. Nặng hơn 6kg, rất lực, siêu trầm và âm thanh cho ra rất tròn tiếng, không có bị bể khi mà vặn công suất lớn, khi mà vặn volume lớn. Hai loa cây này cao khoảng 1m2, khoảng 1m2 ha. Nó gồm có mỗi cây gồm có là hai cái bát mic và một cái chép ở giữa. Chép này mình không rõ là chép gì, xem nào. Chép giấy anh em, chép giấy nha. Rồi hai loa surround và center. Đầu âm ly 5.1 thiết kế khá là bắt mắt với cái dải đèn ở đây, đèn led ở đây đẹp, trong cho ra cái màu sắc xanh mà xanh mờ ha, huyền ảo ảo diệu. Còn đây là cái remote zin theo dàn, đây nó ghi là RMSTHG61U đó. Remote zin của hãng luôn. Ở cái phần này thì nó có đây, có hai cái lỗ 6 ly để mà hát karaoke luôn. Cho nên tại sao là ở cái remote này nó thiết kế là echo nè và mic volt nè để hát karaoke. Tất nhiên thì nó chỉ là giải trí thôi chứ không có chuyên nghiệp như những cái dàn karaoke đâu. USB jack audio in 3.5. Đầu này thì chơi đĩa CD và DVD. Tiếc là cái dàn này mình mang về thì cái đầu nó không chơi đĩa nữa, lâu ngày không xài cho nên nó bị chắc có lẽ là do cái mắt đọc kém rồi. Núm vặn ở đây các cái phím bấm để mà chơi đĩa, và nút này là nút chọn function nè anh em. Ở đây nó cách thiết kế nó cũng gần giống như là bên cái đầu của LG vậy đó. Nếu như anh em không biết cách á thì sẽ không biết chọn tín hiệu đầu vào đâu, thì nó ghi ở đây nè. Nó ghi ở đây thì có nghĩa là gì, mình phải nhấn sau đó nó nhấp nháy ra thì mình mới bấm nữa thì nó mới hiện ra các cái chế độ tín hiệu đầu vào. Lấy ví dụ như đây là AUX đúng không, thì mình phải nhấn nè, nhấn khoảng vài giây nó nhấp nháy thì mình sẽ bấm tiếp đó, optical audio in, thấy chưa, y chang LG vậy đó, y chang LG luôn. Nhiều người không biết á, cứ bấm thế này không ra đâu, phải nhấn giữ vài giây màn hình nhấp nháy, thả ra bấm tiếp thì sẽ chọn được cái tín hiệu đầu vào khác đó. FN mode cũng vậy, không thì dùng cái này function đây, function đó. Ok, có một điều đặc biệt là một số điểm của cái dàn này nó rất giống với những cái đầu máy của LG. Mình lấy ví dụ như là các cái cổng kết nối với loa, thì đối với LG thì cái cổng súp á là nó 1 cam, thì cái này có 1 cam. Những cái hãng khác như là Samsung, Pioneer hoặc là Sony thì cái cổng súp là thường là màu tím nha. Còn cái này JVC và LG giống nhau chỗ đó là 1 cam, hay chỗ đó đó. Hoặc là gì, hoặc là các chế độ âm thanh, ví dụ như là khi bấm cái nút surround thì á nó sẽ hiện ra là bypass nè đó. Cách thiết kế y chang luôn, y chang LG luôn, cũng là những cái chế độ này, magic blur 2 movie music đó, y chang luôn, hay thiệt. Không hiểu tại sao JVC là của Nhật, LG là của Hàn Quốc, nó là giống nhau như thế, giống 100% ở cái những cái điểm đó đó, y chang luôn. Và giống nữa nè, với những dàn như là LG TH, LG HT 902, 903 và 904 thì các loa vệ tinh đều là 155W, kháng trở là 4 ohm, súp là 225W, 3 ohm.
Thì cái dàn này cũng y chang vậy, cũng là 155W, 4 ohm dành cho các loại vệ tinh, súp là 225W, 3 ohm dành cho súp. Không hiểu tại sao nó lại giống nhau như vậy. Hay vậy đó. Âm thanh chất lượng nha, dàn này thì công suất hãng công bố là 1000W, thì chơi phù hợp ở diện căn phòng diện tích tầm khoảng 20 tới 25 mét vuông là hợp lý nhất. Rộng hơn cũng được, ví dụ như là 30 mét vuông hoặc 35 mét vuông cũng được. Thì nói chung là nó tương đối thôi. Nó tương đối chứ không có cái sự tuyệt đối ở đây. Chơi phòng nào cũng được, miễn sao là mình thiết kế bố cục cái dàn nghe nhạc của mình nó phù hợp như thế nào với căn phòng mà mình nghe mình cảm thấy hợp lý hay là được rồi, chứ không có một cái sự cứng nhắc ở đây, tùy mỗi người ha. Dàn này thì nó cũng không có gì nhiều để mà chia sẻ. Âm thanh cũng khá chất lượng nha. Chất lượng. Hay là vệ tinh này là surround cho nên chơi âm thanh vòm. Âm thanh surround mà. Còn đây là hai loa chính hay là gọi là hai loa front, thì nó được trang bị là hai loa bass mid và một treble. Rồi, ngày hôm nay mình chia sẻ như vậy thôi nha anh em.